Tay ngày càng dẻo đấy. Hãy đăng story tâm trạng nhé. Ngân, qua đó mới cửa toilet cho bạn. Thank you nhé. Quay cho vô hình luôn. Sướng chưa? Thấy anh sướng mà anh khổ à? Cầm máy quay là sướng.
Ngáp xấu lắm. Tôn cát nhìn hàng. Tay ngày càng gian lắm. Này hãy đăng story tâm trạng nhé. Bằng tuổi em gái anh. Yeah. Bằng tuổi em gái của anh. Hả? Chưa. Bé nó còn đi học mà. 97 mới cưới. 99 là mình mới học sinh viên năm 2, năm 3 gì. Năm 3. Ừ.